Thưa quý vị khán thính giả thân mến, Hồng Phúc xin gửi đến quý vị khán thính giả phần cuối của hồi ký mang tựa đề Lên núi tìm chồng, hồi ký của tác giả Trần Thị Đông Phương. Ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng đón nghe qua phần trình bày của Hồng Phúc. Khoảng 12 hay 1 giờ trưa hôm sau thì chúng tôi tới trại Nam Lam Sơn, con đường ngoằn ngoèo, vòng qua dãy núi đá không cao lắm, xuyên qua một khu đất rộng đang canh tác. Nhìn từ xa không ai biết, tới gần chúng tôi mới nhận ra họ là tù, toàn thể là nữ tù, chia thành nhiều tốp, trồng đậu phộng, cây lúa, vân vân. Đám người này khá đông, nhưng dường như họ là những bộ máy lạnh lùng làm công việc của mình, âm thầm như những chiếc bóng, đầu phủ kín bằng những tấm khăn vải để chống nắng. Người cuốc đất, người nhổ cỏ, hoàn toàn lặng lẽ. Đến cả hai giám thị công an, một nam và một nữ, như hai pho tượng, ngồi kế bên nhau trên bờ đường. Trên lưng áo phải, mỗi người đều có hàng chữ Lam Sơn Năm. Chúng tôi còn gặp thêm hai toán người đang đập đá để nung phôi. Nhận ra chúng tôi, một vài anh cũng lên tiếng hỏi: "Các chị đi thăm ai?" Nhưng chỉ có thế, vì các anh đã buộc phải im tiếng. Sau khi làm những thủ tục của trại tù xong, đã vào buổi chiều, hết giờ thăm nuôi. Chúng tôi phải chờ qua ngày sau, người cán bộ phụ trách thăm nuôi dẫn chúng tôi vòng ra sau căn nhà việc, văn phòng, để đến nhà Vãng Lai. 6 người ở chung một gian nhà, vách ván, mái ngói, kê 3 chiếc giường tre. Trong trại tương đối sạch hơn, chiếu còn mới, họ cho mượn mùng. Nếu ai không có, chúng tôi rủ nhau xuống bếp. Ngay đầu nhà có sẵn củi, nồi. Củi phải mua mỗi người 5 đồng, nồi cho mượn. Vợ mình đem lon mắm ruốc xào thịt ra xào lại để tiếp tế cho chồng. Tôi cũng xào lại lon gà kho gừng cho khô thêm. Thời gian chờ đợi dằn vặt, xao xuyến trong lòng chúng tôi không ít. Cứ đứng lại ngồi, mỗi lần có anh cải tạo viên đến, chúng tôi lại rướn cổ nhìn. Nhưng vẫn là chồng người ta. Mấy ông tuy là mặc đồ lành lặn sạch sẽ, nhưng nhìn bóng dáng đi, bộ điệu cố ưỡn ngực thẳng lưng, vẫn chẳng giấu được cái tiểu tụy tàn tạ trên thân thể. Ai cũng giống nhau, sự hành hạ qua năm tháng đã làm họ mất thật nhiều phong độ. Cố giữ cho thẳng mà vẫn siêu vẹo. Giờ này qua giờ khác, lại mất một ngày nữa chờ. Chúng tôi an ủi nhau: "Mình tới trại sau nên được gặp sau, chắc chắn ngày mai sẽ đến lượt mình." Ngày thứ ba, kể từ ngày chúng tôi bước vào khu thăm nuôi của trại năm, chừng 10 giờ sáng, cán bộ thăm nuôi đến gọi Chi Tâm và Tuyết, anh em Lê Hoàng Nghi, lên phòng thăm nuôi. Mọi người vui hẳn lên và hồi hộp. 15 phút sau, việc thăm nuôi xong, chị Tâm và Tuyết trở lại, mặt đỏ vì vừa khóc xong. Tuyết vội vàng thu xếp đồ và nói: "Em chào các chị, em phải đi ra Ba Sao ngay bây giờ. May quá, có xe của trại ra Thanh Hóa, họ cho em qua sang." Nhìn theo Tuyết quẩy đồ ra cửa, chúng tôi không ngăn được xúc cảm. Tội nghiệp cô bé, lặn lội tất tả, đi thăm hai anh ở cách nhau hàng trăm cây số. Cuối cùng, rồi cũng đến phiên mình. Sáng ngày thứ tư ở trại, thật ra mới có 3 ngày rưỡi, vợ mình, vợ anh Nghĩ và tôi cùng được gọi lên nhà thăm nuôi một lượt. 3 người ngồi một bàn, con trai tôi ngồi sau lưng tôi. Chừng 10 phút sau thì một tên công an bước vào phòng. Anh cán bộ thăm nuôi vội đứng dậy chào rồi nói: "Báo cáo anh, các chị ấy đã tập hợp đủ." Chúng tôi chừng hửng tự hỏi: "Sao lại thế này, chồng tôi đâu? Thằng quỷ dịch này là đứa nào?" Bước vào chàng chào hỏi, mặt như âm binh lạnh ngắt. Một chút sau hắn mới lên tiếng: "Chào các chị đi đường chắc vất vả lắm, nhưng nghỉ mấy ngày chắc cũng khỏe rồi. Tôi là Bắc, cán bộ chấp pháp trại, hôm nay đến đây có mấy điều quán triệt với các chị." Hắn ngừng lại, nhìn mặt chúng tôi thật chậm và làm oai. Tôi cũng nhìn lại hắn, quan sát và nghĩ: hèn chi nó làm an ninh là đúng. Mặt tái xanh, mắt như hai làn chỉ, môi dày và đen như hai miếng thịt trâu phơi nắng. Tên Bắc chợt hỏi: "Chị nào là vợ cải tạo viên Bình, chị nào là vợ cải tạo viên Đình?" Chúng tôi giơ tay:
lại im lặng và hồi hộp. Thật là quá đáng, từng ấy năm học tập cải tạo, uổng công cách mạng quan tâm giáo dục, chưa nói tốn cơm, tốn của, chồng các chị thuộc loại không thể cải tạo, cách mạng rồi sẽ phải xử lý. Tôi rụng rời nghẹt thở, há miệng mà không thở được, giọng tên Bắc lại cất lên chỉ chiết. Một bọn chúng ngoan cố, cấu kết với nhau, ra sức chống phá cách mạng, cách này cách khác. Bọn ấy có chồng hai chị, tụ họp lại, bày đặt tuyệt thực yêu cầu cải thiện, cho nên trại đã tạm thời kỷ luật các tên này để tạo cơ hội hối lỗi cho bọn họ. Các chị không tin lời tôi nói à? Đây, để chứng minh, tôi đọc cho các chị nghe lệnh tạm giam, cấm thăm nuôi 4 lần. Hắn đọc tên từng người, Nguyễn Xuân, Hồ Văn Phước, Phan Nhật Nam, Hồ Công Bình và chồng tôi. Có tất cả trên 10 người, nhưng tới lúc này thì tôi mắt hoa đầu váng, mọi vật quay như trong chóng, vẫn giọng tên Bắc. Đấy, bọn phản động, nguyên cả một buồng. Các chị hiểu không? Giờ phút này rồi, còn gì nữa đâu mà vọng động. Các chị về viết thư động viên chồng hối cải, lao động, học tập cho tốt, để con về chứ. Trại lần này họp, các đồng chí lãnh đạo đã nhất trí để hai chị đi về, lần sau sẽ thăm nuôi. Tôi cố chõi tay, để đầu không gục xuống bàn, đưa tay trái véo nhẹ lên tay vợ Bình. Cần phải can đảm, lát sau vợ Bình hỏi. Trại không cho gặp, vậy xin cho chúng tôi gửi thuốc và chút đồ ăn cho chồng tôi, có được không? Không được, đã là kỷ luật thì phải cấm hết. Mang về đi các chị, trại đã lo đủ cả, thuốc men, ăn uống, không lo. Biết là vô ích, khi mình đang nói với một sắc ướp, nên chúng tôi càng im lặng, tên Bắc đãi bôi. Các chị yên tâm, động viên chồng học tập cho tốt, biết đâu chừng sau lần kỷ luật này, các anh tiến bộ lại được tha về sớm. Tôi có ý nghĩ muốn trở thành người đàn bà đanh đá, chửi vào mặt thằng xác ướp này vài câu. Nhưng nghĩ lại, làm vậy là dại. Thôi, liếc qua vợ mình cười nửa miệng, muôn ngàn cơ cực, đến mà không gặp, niềm đau, nỗi buồn đã đóng băng như trong lòng hai người chúng tôi. Bắc hướng qua chị Đỗ Văn Nhĩ, giọng trở nên dịu dàng. Chào chị Nhĩ, hết mệt rồi phải không? Vất vả quá đấy nhỉ? Chị vui lòng cho tôi xem thư và giấy thăm nuôi từ trại gửi về cho chị nào. Liếc đọc lá thư, tờ giấy thăm nuôi, tên Bắc hỏi tiếp. Chị nhận được thư này lúc nào? Tháng 8, cán bộ, trong thư đề tháng 3. Nhưng tháng 8 tôi mới nhận được, có sao không cán bộ? Tên Bắc thở dài, cố làm ra vẻ nghiêm trang. Tiếc quá, chị nhận thư anh Nhĩ hơi muộn, sớm hơn thì chị đã gặp chồng. Bây giờ thì quá muộn. Trời, sao về cán bộ? Chồng tôi làm sao? Anh ấy bị cái gì? Anh nghĩ làm sao rồi? Chị bình tĩnh nghe tôi nói. Như chị đã biết, anh ấy có 2-3 thứ bệnh từ thời Ngụy, vừa xuyễn vừa cao máu, trại đã chữa hết sức rồi. Đồng chí y tế đã tận lực, nhưng anh nghĩ đã chết hồi giữa tháng 6. Anh ấy là người cải tạo tốt, sắp được tha về. Trời ơi là trời, chồng tôi sao lại chết? Ba mẹ ơi! Chồng con chết rồi, anh ơi, tưởng ra đây gặp anh, bây giờ anh đi mất, bỏ mẹ con em, bỏ ba má sao anh? Chồng tôi năm nay mới có 32 tuổi, làm sao mà cao máu? Anh ơi, anh chết oan rồi. Hai chúng tôi cùng chồm qua, ôm lấy vai chị Nhĩ, cố kềm, nhưng rồi cũng khóc theo. Vợ anh Bình mếu máo khuyên, chị nín đi, chị nín để hỏi cán bộ anh ấy chôn ở đâu chứ? Chị Đỗ Văn Nhĩ rũ xuống như tàu lá, toàn thân lạnh và mềm oặt, hơi thở đứt quãng. Chị Nhĩ đâm mê đi trong cơn đau mất chồng. Vợ Bình vội lần trong túi áo bà ba, lấy ra chai dầu gió thoa lên trán thái dương cho chị Nhĩ. Miệng vẫn gọi liên hồi, tỉnh dậy, tỉnh đi để đi tìm mộ chồng chứ. Tỉnh dậy đi chị Nhĩ. Im lặng một lúc khoảng 5-10 phút, tên cán bộ Bắc lại nói. Thôi, để tranh thủ, trại sẽ giao lại cho chị vật dụng của chồng chị và giấy chứng nhận anh Nhĩ đã chết bệnh. Sau đây tôi bận công tác, đồng chí Cận, tức là tên cán bộ phụ trách thăm nuôi, sẽ đưa chị ra chỗ mả anh ấy. Tôi và vợ Bình cũng xin đi theo, nhưng không được chấp thuận. Mấy chị em chúng tôi quay về Sài Gòn lúc mờ sáng ngày hôm sau, ngày thứ 5 ở trại cải tạo của chồng.
Nhìn những dãy nhà cũ kỹ, khóa kín cửa, tôi tưởng tượng là chồng tôi đang phải bị giam nhốt trong những ngôi mộ đó, gần ngay kế bên mà cách biệt muôn trùng. Ngày đi náo nức, mong ngóng hy vọng bao nhiêu, nay trở về, cõi lòng tan tác, sự thất vọng chiếm hết mọi suy tư. Chúng tôi đi trong vô thức. Tội nghiệp chị Đỗ Văn Nhĩ, nếu không có bạn đồng hành, chúng tôi phụ giúp, không hiểu có còn đủ sức, đủ nghị lực để về với các con không. Điều an ủi là ngày về, nhân chuyến xe châu đi không, họ đặc ân cho chúng tôi quá sang, với giá 10 đồng một người đến ga Thanh Hóa. Phải chăng những người đàn bà Việt Nam chúng tôi, những người vợ lính, là người bị đọa đày hơn tất cả mọi người của thế gian?